lát lưng lệch. Vậy nó là cái gì? Các bác nhìn nhé. Nó nhìn vào khe dưới này. Nó hở ra một đoạn này. Đấy, cho móng tay vào được này. Các bác thấy chưa? Đầu trên nó lại lòi ra một đoạn, nó dư ra một đoạn này. Các bác thấy chưa? Thấy cái nắp lưng nó dư ra một đoạn chưa? Con này chắc chắn đóng lại nắp lưng. Lệch nắp lưng nó sẽ kéo theo là lệch cái camera nhá. Các bác nhìn trực diện vào cái camera giúp em. Hello hello, chào các bác nhá. Ở đây em có hai sọt máy. Đấy. Sọt này là V50S và sọt này là V50 thường. Thì em sẽ làm hai video. Nhưng mà demo trước cho bác mấy con V50 này. Đấy, các bác nhìn vào cái cam trước giúp em nhé. Nhìn này, nhìn này, nhìn này. Trời ơi, lấy nét giúp tôi đi. Đấy, các bác có thấy cái cam trước không? Em nhắc lại nhé, cam trước là keo. Không biết là chúng nó ép kính hay là chúng nó thay màn. Nhưng mà cái keo này này, nó tràn bố cả lên cam trước rồi này. Đây là keo tràn lên lỗ cam trước, chứ không phải là lệch cam các bác nhé. Ở cái video về LG ngày trước em có chia sẻ vấn đề này rồi. Nhưng mà tiên sư cụ mấy thằng thợ vào comment là bảo cả đời ông này chắc chưa bao giờ bóc con V50. Cam lệch mà ông bảo là máy dựng. Bọn này ngu thật hay là ngu ngu bẩm sinh hay ngu do luyện tập. Em đã nói là keo tràn lên cam trước chứ không phải lệch cam. Đấy. Mấy thằng nói cái đấy toàn thợ vào Alonso để mập mờ, để đánh đánh đồng trắng với đen thôi các bác. Đấy. Thì cái video V50 em sẽ đăng ở một clip khác nhé. Đây là V50S. Thì đây, tỷ lệ lỗi vẫn vậy các bác này. Đấy. Nó lúc nào cũng sẽ là một nửa non hoặc là 1/3 và đôi khi là nửa già. Đây là đống máy em test ra ok này, còn đây là đống lỗi này. Thì làm clip nói chuyện với các bác thôi, công việc hàng ngày test máy, lỗi gì chỉ cho các bác biết. Đấy. Cũng có thể những con máy này rồi có khi em trả lại người ta bán qua một kênh khác nữa lại đến tay các bác đấy. Nhưng chưa biết được nào một lần đâu. Thì ở đầu tiên này, em giải thích là các bác hỏi, ôi anh cứ dán cái gì đen đen lên lên máy đấy. Khổ lắm các bác. Chắc các bác mới vào xem kênh. Cái này là em che tem của người ta đi. Mình là một phép lịch sự tối thiểu. Đấy. Mình có thể không mua nhưng mà để cho những ông chủ hàng quen, gọi là cùng chỗ quen biết, người ta còn có cửa làm ăn chứ mình. Sâu hàng lấy này chỉ thẳng mặt người ta này đúng ngang bằng tát vào mặt nhau đúng không? Đấy. Em chia sẻ như này để các bác biết những cái này có thể tránh. Nhưng mà rồi về trả về người ta lại bán cho người khác. Rồi nó cũng sẽ đến tay người tiêu dùng thôi. Em không tốt đẹp đến mức mà có thể cấm người ta bán những cái này được. Tinh thần của em là vậy thôi. Chứ cũng không muốn đụng chạm đến nồi cơm của ai cả các bác nhá. Thì cái con đầu tiên này. Xấu và cờ lờ. Cô nhân viên này vui tính. Nhân viên nó ghi đấy bác. Tạm dịch là xấu vô cùng luôn nhá. Hoặc là xấu vải cá lúa gì đấy tùy các bác. Em dịch vô cùng luôn nghe cho nó vui nhá. Thì xấu và cờ lờ đây. Như con này. Các bác nhìn này. Với cái tình trạng này này. Các bác có mua không? Xấu ma chê quỷ hồn. Xấu xúc phạm người nhìn. Con này ném cho chó. Chắc chó nó cũng chạy chứ đừng nói là chó gặm luôn. Chó nó gặm không còn gì để gặm giờ. Xấu quá. Con này quá xấu luôn. Với cái tình trạng này thì các bác nào muốn mua không? Rẻ các bác có mua không? Thôi, con này tốt nhất chả mua. Bỏ sang bên nhé. Con tiếp theo này. Đây, con tiếp theo. Bế màn. Ôi giời ơi. Mình đã dặn người ta rồi, tuyển em hàng nét một tí. Các ông cứ giao cho mình cho đủ đủ chỉ tiêu hay sao để lấy thành tích hay sao. Vỡ màn này còn cố dám dí cho mình. Thôi nách 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 nách. Lần sau mà còn như này nó em ạ. Em bóc phốt luôn, em mở tem ra cho các bác nhìn biết cửa đầu nào để mà tránh đấy. Con này mới là vấn đề này. Nắp lưng lệch. Vậy nó là cái gì? Các bác nhìn nhé. Nó nhìn vào khe dưới này. Nó hở ra một đoạn này. Đấy. Cho móng tay vào được này. Các bác thấy chưa? Đầu trên nó lại lòi ra một đoạn. Nó dư ra một đoạn này. Các bác thấy chưa? Thấy cái nắp lưng nó dư ra một đoạn chưa? Con này chắc chắn đóng lại nắp lưng. Và tại sao đóng lại nắp lưng? Theo các bác tự dưng nó tháo ra đóng lại nắp lưng làm gì? Mà đóng như thế này gọi là đóng rất ẩu này. Không biết các bác có thể nhìn rõ cái lệch nắp lưng đấy không nhỉ? Đây để so sánh này.
lệch nắp lưng nó sẽ kéo theo là lệch cái camera nhá. Các bác nhìn trực diện vào cái camera giúp em. Đây em để góc trực diện này. Các bác thấy con này camera lệch luôn này, lệch này. Con này đồng tâm này. Thấy chưa? Lệch cam, lệch quá lệch luôn. Các bác nhìn này. Zoom lên để dễ nhìn hơn này, lệch này. Này, trong khi cùng cái góc đấy này, con này này. Đồng tâm luôn. Đấy, ông dán cái nắp lưng lệch. Lệch lên trên một chút. Em không hiểu là chúng nó bóc nắp lưng ra làm gì mà dán ẩu thế. Con tiếp theo này. Phím. À, phím phím. Phím nào ta? À, phím nguồn rồi. Bấm không được. Đây. Để chỉ cho các bác thấy nhé. Một cái phím bình thường em ấn này. Lên luôn này. Cũng cái ngón tay đấy nhá, ấn cái lực này này. Ấn cong cả tay này này. Thậm chí là phải dùng ngón tay ấn cực mạnh nó mới lên này. Đấy. Ấn mạnh nó mới lên nhá. Tắt màn đi. Đây, dùng một ngón tay ấn không được này. Phím chập chờn. Nói chung là trên tinh thần bọn em nhập máy là mình bỏ tiền ra, mình được quyền chọn. Với cả hơn cả là em nhập ấy, em cộng thêm tiền cho chủ hàng nhé. Em mua là mua rất được giá. Các ông bán hàng nhà em cũng rất thích, bao giờ cũng ưu tiên cho em chọn trước. Đấy. Vì em cộng tiền và điều kiện là phải giao cho em máy ngon, máy đẹp. Nhưng lỗi này thì làm sao mà lấy được. Mình mất tiền mà mình đã mất thêm tiền rồi, mà lại còn ăn cái lỗi này nữa. Chết. Không chấp nhận được đúng không các bác? Còn đây, hôm nay sẽ nói về một cái vấn đề ám ảnh nữa. Ám ảnh nó rất nhiều kiểu luôn. Ám chia đôi màn. Các bác nhìn này. Đấy, ở ngay cái màn hình này các bác đã có thể thấy rồi. Từ nửa này lên này, nó ra một màu này. Nửa này xuống nó ra một màu này. Ám chia đôi màn nhé. Thằng nhân viên này nó test nó hoa cả mắt, nó ghi là ám hoa mắt các bác ạ. Em mới tuyển được một nhân viên test máy, thằng này vui tính lắm. Cái này thì bác nhìn thấy rõ là 10-10 luôn này. Đây cũng thế này. Các bác có thể nhìn thấy một cái vạch nhé. Không hiểu cái lô này nó là như thế nào mà nó lại ám cùng một kiểu như vậy. Mấy cái lô trước em test cho các bác thường là nó ám cái phím đều hướng này, ám cái thanh trạng thái này, nhưng mà lô này nó lại ám đúng chia đôi màn hình luôn. Em là không hiểu tại sao nó lại như này. Con này nó cũng thế. Thế mới lạ. Đây, cũng nửa đoạn này, nửa này lên này, nửa này xuống này. Các bạn nào có thể giải thích giúp em được không? Nhưng mà đây là ám nhé, ám lòi luôn nhé. Trên máy ảnh nhìn đã ra như này rồi, nhưng mà thực tế ở ngoài nhìn một phát ra ngay. Ám quá nặng luôn. Thì theo em nhé, tại sao nó ám màn? Các bác mà tìm hiểu về màn hình AMOLED đâu, người ta hay gọi là lỗi burn in. Lỗi đấy là lỗi lưu ảnh. Nó thường xảy ra khi các bác để độ sáng quá cao. Đấy, để độ sáng quá cao và để nguyên ở một khung hình như này. Em lấy ví dụ nhé, các bác để độ sáng căng đét luôn và để nguyên cái màn hình này. Bác để qua đêm mà xem, sáng mai dậy bác sẽ thấy số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 in thẳng vào cái màn luôn. Đây. Hai cái để mình giết màn hình AMOLED nhanh nhất nhé. iPhone cũng thế, Samsung cũng thế, LG và các hãng Trung Quốc thế, miễn nó là AMOLED nhé. Là để độ sáng căng đét và để ở một cái khung hình cố định trong một thời gian dài. Chắc chắn là sẽ lưu. Lỗi này theo em thường gặp. Thấy thường gặp ấy là ở các bác chạy xe dịch vụ, chạy Grab hoặc là chạy taxi. Các bác hay để màn hình ở một cái màn hình của cái ứng dụng chạy chạy xe ấy. Và nhất là chạy ngoài nắng thì màn hình nó sáng căng đét lại và luôn luôn ở một cái màn hình đấy. Dùng một thời gian rất hay bị lưu ảnh. Cho nên là của bền tại người các bác lưu ý khi dùng nhé. Để độ sáng vừa nhìn thôi. Và khi không dùng thì tắt nó đi, đừng có để nó sáng mãi như vậy. Của bền tại người các bác nhé. Để độ sáng vừa nhìn thôi, em không hiểu các bác ban đêm mà để sáng trắng này nhìn có đau mắt không? Em nhìn nhìn được khoảng 5 phút thế này, đêm hôm ấy, ban đêm ấy, nhìn 5 phút với cái màn hình này nước mắt ràn rụa rồi. Dùng vừa đủ thôi để bảo vệ mắt các bác nhá. Này, bác thấy thằng nhân viên nhà em nó vui tính không? Nó mới test được 4 5 con mà đã hoa mắt rồi, nó ghi là ám hoa mắt. Thì đấy, tổng kết hôm nay nhá là có một số cái ám màn này, đây là ám rất nặng nhá. Những cái lỗi ám nặng này thì em sẽ không lấy.
giá em không lấy đấy. À, bế màn thì đập vào mắt mình rồi này, phím liệt này, phím trơn rồi này. Đấy, em sẽ trả lại người ta, người ta xử lý xong người ta bán đi cho ai đấy thì việc của người ta các bác nhá, còn này em thì em không lấy. Xấu vô cùng luôn, xấu vải cá lúa này và nắp lưng lệch. Hay là em bung con này là xem nó làm gì nhỉ? Thế để video sau em sẽ bung nhé, bung ra xem nó làm gì bên trong nhé. Nhưng mà em phải hỏi ông chủ hàng xem có cho bung không đã, vì em tò mò quá. Bung nắp lưng ra làm gì nhỉ mà lại giãn lệch nhỉ? À đây đây đây, nó còn hở một đoạn keo đây này, khó nhìn các bác. Đây chỗ này có keo lòi lên này, chỗ này keo đây, ở giữa đây lại tụt một ít keo này. Để em inbox chủ hàng người ta có cho bung không, em bung con này ra nhé. Em dám cam kết là con này có biến, bên trong chắc chắn có biến. Rồi, đống này em sẽ trả cho người ta nhé. Còn đây em có sẵn đây, V50S và V50 đây. Bạn nào quan tâm thì inbox em nhé, ủng hộ em nhé. Hoặc là có thắc mắc gì về những cái lỗi này, hoặc là nhiều khi làm video chia sẻ với các bác thôi. Các bác comment nói chuyện với em vào em đọc được em rất là vui. Làm video có người xem, có người nói chuyện với mình là em rất vui nha các bác nha.